Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, những ngày cuối năm thì nghĩa là mình mỗi một năm vào những ngày cuối năm mà chúng ta ngồi suy xét lại coi một năm qua cái hành trình của chúng ta đã đi được những gì, đạt được những gì, có những cái sai lầm nào có thể cải thiện trong năm mới, hướng đi mới như thế nào. Thì bản thân mình cũng bồi hồi với những cái sự kiện xảy ra trong năm qua đối với Nam Ngô và Nam Ngô Farm, sự ra đời của Nam Ngô rất là nhiều thứ ha. Thì mình cũng có chút cảm xúc chia sẻ để các bạn. Hồ này năm nay xiên hơn, năm nay làm clip, năm nay mấy việc này là dành làm hết đó. Thì cái hồ sen này bắt đầu nó lên rồi, có lẽ lên cũng chưa kịp Tết này ha, chưa kịp bông. Tết năm nay tới sớm, mười mấy ngày nữa Tết rồi. Ở đây ngồi nói chuyện chơi, ngồi kia Lucy nó ồn ào quá. Đây đi. Ok các bạn, cái gì ta, coi như là mình năm vừa rồi là 2 năm trước là đại dịch ha, đại dịch tới năm vừa rồi thì mấy tháng đầu năm là vẫn đại dịch đúng không ta, vẫn đại dịch. Thì mình bắt đầu làm việc lại cái thời gian đại dịch các bạn. Cái thời gian đại dịch là cái thời gian mà mọi thứ nó trùng xuống, không có việc gì làm, rồi thu nhập rồi cũng bất ổn. Và lúc đó cái sức khỏe đối với tất cả mọi người luôn đều cảm nhận rất là rõ ràng, sức khỏe là cái gì đó quan trọng nhất đó. Lúc đó cái việc hít thở thôi cũng là một cái điều gì rất là quý giá. Nói chung là ai sống trong cái thời đại này trải qua cái đại dịch đó thì cũng là một cái dấu ấn mà không phải thế hệ nào cũng có thể trải nghiệm ha. Rất là kinh hoàng luôn à, rất là khủng khiếp luôn. Bản thân mình cuộc đời chắc cũng không có lần thứ hai à, thì cũng cho rất là nhiều người nhiều cái cảm xúc khác nhau, trong đó có mình. Thì bắt đầu từ tháng 4 các bạn, tháng 4 năm ngoái là bắt đầu mình quyết định là mình sẽ dấn thân sâu vô làm cho nó ok hơn, bài bản hơn, quen biết được nhiều người mới hơn, làm những cái công việc mới hơn. Thì bắt đầu tháng 4 là bắt đầu mình quay lại YouTube thì cũng được mọi người đón nhận xong rồi. Các bạn biết là năm ngoái là mình từ một YouTuber, bây giờ mọi người không kêu mình là YouTuber nữa mà gọi mình là TikToker hả, sự chuyển hướng. Thì lúc đó thật sự mà nói bạn là mình cũng trước khi mình làm TikTok là mình không có chơi TikTok luôn, không biết gì về nó, không hiểu nó như thế nào cả. Nhưng mà khi mà chúng ta quyết tâm chúng ta làm cái gì á, chúng ta học hỏi á, thì bắt đầu chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ hiểu về nó, nắm giữ về nó. Thì cũng có nhiều người bây giờ vẫn có một cái, nói chung là người ta không có thích nghi được với lại những cái mạng xã hội TikTok đồ. Thì theo mình á, cái đó là do bản thân chúng ta thôi, chứ không phải là TikTok là xấu hoặc là cái gì đó là xấu, mà do chúng ta trình bày nó như thế nào, thể hiện nó như thế nào thôi ha. Thì ngoài những cái nội dung nó không có, nói chung nó phản cảm, thì vẫn có những cái người làm nội dung nó ok, nó hay, nó tốt, thì mình cũng có chút vui về cái đó, được mọi người đón nhận yêu mến. Thì đó các bạn, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, mình đã từng chia sẻ rồi cái ý này, có nghĩa là chúng ta đừng có bỏ cuộc. Tất nhiên là cuộc sống này nó không có suôn sẻ đâu, đôi khi là dâng tới miệng ăn mà còn bị rớt. Nhiều khi ăn gì ta, ăn cái bánh bao, cái ngon nhất là cái trứng cút, cạp hết chưa cái trứng cút lại, đưa tới miệng rồi nó rớt xuống, thì nó là vậy á. Thì trong năm vừa qua có những cái mà mình cảm giác là mình sắp bước lên bục vinh quang rồi, thì sự cố nó ập đến à, thì mình chuyển hướng, giữ vững tinh thần rồi mình chuyển hướng, mình không bỏ cuộc, mình chuyển hướng, mình có những cái hướng đi nó đúng, thì mình cũng gặt hái được khá là nhiều cái điều mà vui vẻ, được mọi người đón nhận, ra được những cái sản phẩm mới, những cái thương hiệu mới đó. Thì cũng có chút xíu đó vui. Bò sát lúc mà làm ra được zombie với Dracula là cảm giác là bước lên đỉnh vinh quang rồi các bạn. Thì lại vướng về vấn đề pháp lý trong vấn đề nuôi bò sát à, nó chặn con đường đó lại. Thì mình mới chuyển hướng đi qua, mình không quay được ở Nam Ngô Farm nữa, thì mình mới đi giao lưu với anh em các nơi, các dòng bếp
Đó, thì kết nối quen được rất là nhiều anh em mới và trong nhiều lĩnh vực mới. Bản thân mình thì hiểu biết về những cái dòng bét mới nó ok hơn. Rồi năm rồi đi được đâu ta? Năm rồi đi được offline á, thì đi về với anh em Tây Ninh nè, về với anh em An Giang nè, ra tận Lâm Đồng với anh em Đà Lạt nè. Đâu nữa không ta? Biên Hòa nè. Rồi ngoài cái Bò Sát ra thì là đi ra tới Ninh Thuận nè ha. Rồi chơi anh em bên Cá Lóc nè đó. Rồi anh em bên Thủy Sinh nè, anh em bên Chó nè đó. Rồi đặc biệt là Best Coffee Garden là chỗ quán cà phê của anh Hòa Dương á, là nơi tụ họp được rất là nhiều anh em của các dòng best khác nhau, thường tổ chức offline vào dịp cuối tuần nè đó. Rồi anh em bên HT về côn trùng nè. Rồi đâu nữa không ta? Anh em Bon Python VN nè, VN on Bon Python nè, Trăng Banh, Mèo, ở gì nữa không ta? Rất là nhiều luôn, cá biển rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Đó, kết nối được với mọi người đó. Rồi coi như là cũng được anh em tin tưởng, dễ thương, anh em nhờ review, anh em rủ rê lại chơi review. Rồi mấy cái show trình diễn quốc tế này nọ thì người ta book show mình, book show có cho tiền đàng hoàng à. Đó thì cũng vui vui các bạn. Nói chung là ra được những cái nghề mới, khi mà chúng ta gặp khó, chúng ta tẻ hứng thì chúng ta sẽ tìm được những cái đường đi mới ha. Thì trong những ngày cuối năm, bước vào năm mới thì mình cũng muốn kể chút xíu cho các bạn nghe thôi. Cũng vui, nhưng mà bản thân mình cũng biết là cũng chưa có gì đâu, chúng ta vẫn tiếp tục đi tới. Thì quen biết nhiều người bạn mới, rồi người ta qua những cái buổi livestream của mình á, này nọ, comment bên dưới thì mọi người mới hay nói là anh giàu quá, anh giỏi quá, đồ này nọ các thứ tùm lum. Thì nhưng mà bản thân mình thì hiểu rất là rõ nha các bạn. Thì sẵn đây mình cũng confirm lại với các bạn chút xíu thôi. Thì nếu mình nói mình không giàu thì nhiều bạn nói không đúng, nhưng mà thật sự rõ ràng một cái là mình giàu ké ha, giàu ké phụ huynh á. Chứ bản thân mình thì cũng chưa có lại gì cả, chưa có xây dựng được sự nghiệp riêng. Tại vì cái tính cách của mình thì cũng hơi gọi là mạnh về mặt cảm xúc, hơi lãng mạn quá, làm kinh doanh mà lãng mạn quá, đâm ra mình cũng té hầm nhiều lắm, bị thất bại, bị phá sản nhiều lần lắm. Nhưng mà tinh thần của mình được cái nó luôn luôn tốt, thì mình gầy dựng lại, không có bị gọi là mà gì ta, mất phương hướng, hoặc là không có bị suy nghĩ tiêu cực đó. Thì mình cứ xây lại thôi. Thì mình nghĩ tuổi trẻ mà, tuổi trẻ là phải vấp ngã, quan trọng là đứng lên thôi. Thì mình làm vậy bạn, hồi đó giờ phá sản mấy lần, mắc nợ cũng nhiều lần, xong rồi trả nợ rồi lây lên lại đó. Thì mỗi lần như vậy thì mình giỏi hơn, bớt có lãng mạn vớ vẩn lại đó. Nhiều khi lãng mạn vớ vẩn quá là thua, làm kinh doanh là thua đó. Thì những ngày cuối năm bước sang năm mới thì chúc mọi người luôn giữ được một cái trạng thái tinh thần nó tốt nhất, để chúng ta có thể đương đầu với những cái khó khăn và chúng ta có thể trải nghiệm được những cái điều mới mẻ nhất đó. Thì đó là nhìn lại một năm qua đó. Mình vẫn đang trên con đường xây dựng sự nghiệp cho mình các bạn, sự nghiệp riêng của mình á. Còn giờ chỉ là giàu ké thôi ha các bạn ha. Còn cái gì, mấy cái chuyện mà vui vẻ giỏi giang này thì mình cũng biết là nó đôi khi nó là cái lớp vỏ bên ngoài thôi các bạn, lớp vỏ bên ngoài thôi đó. Thì cố gắng sao mà ngày càng dễ thương, ngày càng dễ gần đó với mọi người, là cái đó là cái mới là cái mục tiêu lớn ha. Còn tất nhiên là qua hình ảnh đồ này nọ, nhiều khi mà những cái clip mình quay tạo cho cái người xem cảm giác nó thú vị, nó lôi cuốn, hấp dẫn, thì cái đó là cả một cái quá trình, nó là cả quá trình set up tất cả mọi cái các bạn, đóng góp của nhiều người chứ không phải là mình không? Ví dụ như cũng nhờ Đức quay phim, nhờ anh em mọi người yêu mến ủng hộ thì nó mới tạo nên cái hiệu ứng đó thôi. Đó, mình cũng rất là clear cái chuyện này ha, chứ không có tự cao tự đại đâu. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Nam Ngô cũng như là Nam Ngô Farm trong suốt một năm qua đó. Thì mình sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Thì tiếp theo là tới cái định hướng cho tương lai nè. Thì trong năm mới á, thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ gọi như là nâng cấp cái nội dung của cái kênh mình hơn, nhiều hơn, bằng cách là mình sẽ đi tới những cái vùng đất
mới hơn, xa hơn, có nhiều điều thú vị hơn, chia sẻ với những các bạn những cái câu chuyện nó hấp dẫn hơn, nó nhân văn hơn. Đó, thì đó là định hướng của mình. Năm vừa rồi thì mình mở lại kênh Nam Ngô Farm nè, mở được cái kênh TikTok Nam Ngô Farm nè, mở được cái thương hiệu đồ ăn vặt Nam Nonê nè. Đó, cái gì nữa không ta? Đó, thì trước mắt là vậy. Thì năm nay mình sẽ cố gắng cái nào mà nó có khởi đầu rồi thì mình cố gắng xây dựng cái bộ khung để nó tốt, để mình có thời gian để mình bay ha. Hiện giờ là mới đi vòng vòng ở khu vực miền Nam mình thôi. Anh em ở các vùng, các miền, thậm chí là anh em ở nước ngoài nữa các bạn, mời mình qua bển chơi. Anh em trước mắt là trong Việt Nam đi, mời mình, ví dụ anh em Đà Nẵng cũng có, anh em Hà Nội cũng có, xa hơn là ở trên cái gì ta, Tây Bắc, Sa Pa rồi. Nói chung anh em mời mình ra chơi rất là nhiều, nhưng mà thật sự là chưa có thời gian đi. Một phần là công việc nó mới triển khai những cái mới thì nó chưa có ổn định nè. Rồi con cái nó cũng còn nhỏ, rồi bản thân mình chưa có thu xếp được. Thì kế hoạch của 2023 sẽ cố gắng thu xếp những cái công việc nào nó đã ổn rồi, gọn lại rồi, có gọi là có việc quản lý nó ok rồi á, thì mình sẽ dành thời gian để mình bay đi nhiều hơn. Trước mắt là bay khắp cái Việt Nam này đi. Việt Nam này cũng nhiều nơi mình chưa được đến các bạn, rất là nhiều nơi luôn chưa được đến. Thì năm nay sẽ dành thời gian để tới giao lưu với mọi người, gặp gỡ được nhiều bạn mới hơn, tìm hiểu về những cái dòng bét, cũng như là những cái câu chuyện mà đã kết nối được cái giữa con bét với con người ở những cái vùng miền mà mình chưa đặt chân tới, để gửi tới mọi người những cái câu chuyện nó hay hơn, cái nội dung nó phong phú hơn. Và Việt Nam mình có cái câu là nói trước bước hôm qua, nhưng mà thôi kệ, nói luôn cuối năm rồi. Với lại cái này là cái mục tiêu mà mình định hình nó rất là rõ ràng, mà thậm chí là nó đã định hình từ lúc nhỏ của mình rồi. Nhưng mà bây giờ là cái thời điểm mà mọi thứ nó đang thuận lợi thì mình nghĩ nó mình sẽ thực hiện đó. Có nghĩa là hồi xưa mình nghĩ, mình mơ là mình sẽ đi tất cả các xã thú trên thế giới luôn các bạn. Và những cái farm, những cái nơi mà nuôi bét rồi này nọ, và tới những cái hòn đảo xa xôi có những cái con bét mà nó không có phổ biến á. Đó, để mình quay tìm hiểu về nó và gửi những cái thước phim đó đến cho mọi người. Đó, thì ước mơ của mình từ nhỏ luôn á, sẽ đi sở thú các nơi trên thế giới luôn, quay rồi có thể tới quần đảo Madagascar. Ở trên đó có những con rùa, những con igu, những con bò sát mà nó không có được ở trên đó. Những cái quy định nó rất là nghiêm ngặt nha các bạn, có nghĩa là những cái con thú ở trên đó là đôi khi là nó luật là nó không cho xuất ra khỏi cái đảo đó luôn á. Đó, không có cho ra khỏi cái đảo đó luôn. Thì mình sẽ có cơ hội thì mình sẽ đi tới những cái nơi đó, cho bản thân mình sẽ mở mang trải nghiệm. Thứ hai nữa, mình quay những cái nội dung để gửi đến mọi người. Đó là cái một trong những cái mục tiêu của năm 2023 của mình. Thì cũng có nhiều bạn, mình nói chung rất là vui luôn á, nhiều bạn comment lắm. Nhiều bạn nói là những cái content về bò sát, về iguana của anh Nam làm rất là hay, lôi cuốn, hấp dẫn, nhưng mà rất tiếc là anh làm ít về cái đề tài này quá. Thì thật sự cái này nó hơi vướng cái vấn đề giấy phép chút xíu. Thì hy vọng là trong tương lai là mình sẽ hoàn tất bổ túc và đầy đủ cái giấy phép để mình quay lại cái nội dung về bò sát. Tuy nhiên cái đó là cái chuyện cứ để cho nó từ từ nó sẽ diễn ra thôi. Nhưng mà mình sẽ quay lại bò sát trong năm tới với một cái hình thức khác, với một cách truyền tải nội dung khác các bạn. Thì một trong những hình thức đó có thể là mình sẽ bay tới những cái quốc gia mà nó cái con vật đó nó hợp pháp, nó được hợp pháp. Ví dụ như Việt Nam mình thì chưa có hợp pháp cái này, thì mình sẽ bay đi chỗ nào có hợp pháp thì mình review, mình quay. Hoặc là mình sẽ truyền tải theo cái hình thức là mình sẽ dành, có nghĩa là trước đây á, mình sẽ chia sẻ về bò sát theo cái hướng gọi là trải nghiệm bản thân, kinh nghiệm của bản thân. Mình đã nuôi, rồi mình phát hiện nó như thế nào, rồi mình chia sẻ lại cho mọi người. Nhưng mà trong năm mới này, do là mình một phần là giấy phép của mình không có được quay trực tiếp như vậy, thì mình sẽ dành thời gian hơn để mình thu thập dữ liệu,
tìm hiểu những cái thông tin về nó và mình sẽ chia sẻ nó bằng những cái hình ảnh mà mình thu thập được trên mạng, chứ không phải là mình quay trực tiếp tại cái farm của mình đó. Thì mình sẽ tổng hợp lại thông tin, thì cái việc này nó sẽ mất thời gian hơn các bạn, mất thời gian, mất nhiều công sức hơn để mà thu thập thông tin rồi lọc ra, chọn lọc ra những cái nào hay ho này nọ, rồi lại phải thu thập về mặt hình ảnh tư liệu đó, rồi mình sẽ dựng phim, nó cũng cực hơn. Các bạn thấy là mình quay clip hầu như ít cắt lắm, mình làm một shot mà vô là hai anh em đi từ đầu đến cuối, chia sẻ mọi cái nó rất là mềm mại, tự nhiên. Đôi khi nó cũng có lỗi, nói lầm đó, nói lộn này nọ trong đó, nhưng mà chứ không có quay cắt dựng gì hết trơn á. Nhưng mà nếu mà năm tới mình chia sẻ theo cái hình thức kia là mình sẽ cắt dựng nó nhiều hơn, tốn công sức để mà thu thập thông tin rồi mọi cái hơn. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ hay á, hấp dẫn á, tại vì cái nội dung của nó, cái thông tin của nó sẽ rộng hơn đó. Chúng ta sẽ tương tác với thông tin của những cái loài vật mà nó xa lạ hơn, nó độc lạ hơn đó. Thì đó là plan trong năm tới của mình. Tất nhiên là cái Nam Non Ê thì mình vẫn phải quản lý cho nó thật tốt rồi, để mà có thể giới thiệu tới mọi người những cái món ăn ngon của Nam Non Ê, những món ăn vặt của Nam Non Ê. Đó. Gì nữa, ông ta thấy cũng hơi nhiều nhiều rồi đó. Thì trên tinh thần nó là như vậy. À, mình còn thêm một cái dự án nữa. Một cái dự án nữa, nó cũng là những cái nội dung mà mình thấy nó rất là hay, rất là ý nghĩa, phù hợp cho cái việc phù hợp cho cái cuộc sống trong cái tư duy và những cái hướng kinh doanh công việc rồi của các bạn trẻ đó. Mình cũng thích hỗ trợ cho những bạn nào trẻ mà ham làm đó, mình sẽ hỗ trợ cho họ về mặt truyền thông, về mặt này kia, xây dựng đồ này nọ cho các bạn trẻ. Có bạn trẻ nào mà ham làm đồ này nọ, năng động đồ này nọ đó, thì các bạn muốn thì có duyên chúng ta sẽ hợp tác với nhau đó. Thì mình thích những việc như vậy, thích hỗ trợ như vậy. Thật ra mình cũng mình thích những cái vì đó, nó có cái tính thử thách các bạn. Còn cái nào mà nó đã ổn định rồi thì mình cũng hơi chán chán đó, đó là tính cách của mình. Thì trong tương lai sẽ có những cái kế hoạch như vậy, sẽ bay đi những cái nơi mới xa để chia sẻ về những cái hành trình đó với mọi người. Thì mình thấy là hấp dẫn á. Năm nay muốn bay lắm nhưng mà không có thời gian để bay. Anh em không có thoát ra được cái khu vực này. Thì mình nghĩ là mình sẽ xây dựng một cái mô hình mà mình sẽ không có bị dán chặt vô ở chỗ này, mà mình có thể đi khắp nơi để mà gửi tới mọi người những cái trải nghiệm thú vị nhất, chia sẻ cho mọi người những cái thông tin nó lôi cuốn, nó giá trị, nó hấp dẫn. Mình sẽ năm tới hy vọng là sẽ có thời gian để lập ra plan của mình, thì sẽ có một kênh mới các bạn. Một kênh này nội dung nó cũng hấp dẫn á. Nó sẽ hỗ trợ cho về mặt tư duy, về mặt đời sống đời này nọ của các bạn trẻ. Đó. Gì nữa không ta? Thì trước mắt là cái này mình tính là hôm nào mình sẽ làm, sẽ triển khai mình làm luôn. Nhưng mà thôi giờ giới thiệu sơ sơ với các bạn chút. Thì hồi xưa lúc mà bên Bò Sát á, có một bạn tên là bạn Huy. Thì bạn Huy là bị bệnh xương thủy tinh ha, từ nhỏ luôn. Thì xương thủy tinh thì nghe cái tên là các bạn cũng hình dung là, nói chung là hệ thống xương khớp của Huy thì có vấn đề, nói chung là rất là dễ gãy đó. Thì bạn Huy là đi lại là phải dùng nạn. Thì hồi xưa lúc mà mình chưa có phát triển cái Nam Non Ê á, thì Huy cũng nói là chú ơi cho con làm đại lý của VIP đồ này nọ, rồi về vét đồ này nọ. Nhưng mà thật ra nó lúc đó mình thấy nó không có phù hợp với Huy, tại Huy cũng hơi hạn chế về vấn đề vận động đồ này nọ thứ. Thì mình cũng chưa có hỗ trợ được, mặc dù mình rất là muốn hỗ trợ. Thì sau này mình mới mở cái Nam Non Ê này á, mình mới nhỏ ra thì Huy có hứng thú làm. Nói chung Huy là mình đánh giá rất là cao bạn Huy ha, tại vì Huy có một cái tinh thần phấn đấu mình nói là tuyệt vời. Mình rất là thích điều đó luôn á, có nghĩa là không đầu hàng, không bỏ cuộc. Mặc dù là cuộc đời này nó có hơi chút khó khăn đâu với mình,
không có được thuận lợi lắm, nhưng mà Huy là tinh thần rất là lạc quan ha, không có bỏ cuộc, rất là chịu khó làm. Huy giỏi nha các bạn, bị như vậy mà là tốt nghiệp đại học, nói chung là dược á, ngành dược á, là ra là có tấm bằng là đi bán thuốc được luôn á. Nhưng mà vấn đề đi lại rồi điều kiện mọi cái nó khó khăn quá, nó không hợp. Hiện nay á, là trước là Huy học ra trường rồi nha, và mỗi ngày đi làm á, đi bán thuốc á, là phải đi 20 cây số, chạy bằng chiếc xe ba bánh, chạy xe máy, chiếc xe mà được độ ba bánh á. Mỗi lần đi làm là 20 cây, đi về là 20 cây, nữa là mỗi ngày đi lại 40 cây, nó rất là mệt các bạn, và nó theo mình nó cũng khá là nguy hiểm nữa. Huy ở khu vực ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, thì lúc mình ở cái Nam Lo Nê này Huy có hứng thú làm, thì mình nói ok làm. Huy thì xưng con, chú Nam cho con làm đại lý, nó ok làm đi con, chú hỗ trợ con hết mình luôn đó. Thì mình thấy cái công việc này nó khá phù hợp với Huy, tại vì có thể ngồi ở nhà bán hàng, ship hàng, thì có những cái đơn vị logistics người ta vô, người ta đem hàng đi gửi đó, không có cần phải đi lại quá nhiều đó, thì nó khá là an toàn và nó khá là thuận lợi. Huy cũng năng động, cái mặc dù là cái hình thể nó không có cho phép mình năng động, nhưng mà cái đầu óc của Huy rất là năng động, thì mình rất là respect cái điều đó luôn, rất là tuyệt vời luôn đó. Nói chung là phải chịu khó làm đồ này nọ, có tư duy phấn đấu, thì mình rất là phục nể. Thì mình nói ok con làm đi, chú hỗ trợ con hết mình luôn, con muốn xây dựng kênh chú sẽ lên xây dựng kênh cho con, hướng dẫn con livestream bán hàng, chỉ cho con những cái thủ thuật bán hàng đồ này nọ để con kết nối với mọi người đó. Thì bán hàng cũng tốt lắm, Huy cũng nói con thích bán hàng lắm chú, thích bán hàng. Nói ok, nếu mà thích thì chuẩn bị tinh thần đi, rồi nói với chú xuống chú xây cho đó, thì mình sẽ chủ động được cái cuộc sống mình. Cái cụ thể đầu tiên là chủ động về mặt tài chính đó, thì mình cảm thấy cái công việc này rất ý nghĩa luôn. Huy làm cũng được, và mới đang bán luôn á, đang bán luôn. Thì mọi người thấy Huy bán hàng thì có thể động viên cho Huy để mà Huy làm cho nó ngày càng tốt lên. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho Huy làm những cái đó. Chứ còn bây giờ mình nói các bạn chạy Huy xương thủy tinh, các bạn biết là đôi khi đang đi gì tự nhiên đụng vô cạnh bàn cái gãy chân các bạn. Thì cái đó là cái bệnh nó là vậy á, xương thủy tinh mà nó giòn, nó dễ bể. Mà bây giờ mỗi ngày đi làm mà chạy xe 20 cây số, đi chạy về 20 cây số nữa, thì mình nói là chú khỏe mạnh đây, chú làm còn nổi nữa, con đâu có làm lâu dài được. Cho nên là chú nghĩ cái này nó rất là phù hợp với con. Thì mình có ý chí phấn đấu, mình bây giờ mình chưa biết gì về bán hàng á, thì mình vừa làm vừa học. Đó, mình học cách livestream. Đó, thì mọi chuyện chú nghĩ nó sẽ rất là tốt luôn. Có chú đằng sau chú hỗ trợ cho con nữa, cho nên con an tâm thoải mái mà làm đi. Thì Huy rất là ok, thì mình cũng thấy mừng các bạn. Cũng thấy mừng. Thì hai bên cùng hợp tác với nhau, win-win, đôi bên cùng có lợi. Đó. Thì mình thấy đó là công việc ý nghĩa. Thì trong năm tới này, nếu mà mình hữu duyên mình gặp thêm những cái trường hợp giống như vậy nữa, thì mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Đó. Cái đó cũng là một cái gì đó mà mình cũng muốn làm lâu lắm rồi. Đó, nhưng mà giống như người ta hay nói, giúp cái thay vì tặng con cá hay tặng cái cần câu á, thì mình cũng có quan điểm vậy các bạn. Thật sự mà nói, ví dụ như thì cũng tùy trường hợp, có những cái tùy trường hợp thôi chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Nhưng mà ví dụ như cứ quyên góp rồi cứ hỗ trợ thì năm nào nó cũng lặp lại cái hành động đó, thì mình thấy nó giống như muối bỏ biển nha các bạn. Thật sự mà nói, thay vì là mình tạo một cái công ăn việc làm cho người ta có thể chủ động tất cả mọi cái, thì mình thấy nó hay hơn rất là nhiều đó. Thì mình vẫn muốn như vậy, vẫn muốn làm vậy. Thì trong năm tới này, nếu mà có duyên gặp những cái bạn trẻ nào có những cái hoàn cảnh nó không có thuận tiện, thuận lợi, và các bạn muốn chủ động trong công việc này nọ thứ, thì mình sẽ hỗ trợ ha. Đó. Thì tóm lại, nhiều lắm à,
Trong quá trình mình đi làm thì kết nối được rất là nhiều nhiều bà con nông dân làm về nông sản hả. Thì bà con cũng nói chung thì mình quay đi quay thì mình thấy có một cái gọi là cái đó gọi là cái gì ta, không phải gọi là một cái thiếu sót hả, từ gì đó quên rồi. Có nghĩa là bà con nông dân đôi khi là về mặt chuyên môn thì ok, hoặc là anh em làm shop về bét đồ này nọ thì về mặt chuyên môn ok, về mặt sản phẩm rất ok, nhưng mà đa số là bị yếu về mặt truyền thông. Thì các bạn biết thời đại bây giờ cái truyền thông nó là cây cầu, nó kết nối giữa cái người mua và cái người bán đó. Thì rất là nhiều bà con nông dân nói là rủ mình về livestream bán hàng, có nghĩa là giúp họ đưa sản phẩm của họ tới tay khách hàng. Nhưng mà thật sự là năm vừa rồi không có thời gian để làm đó, chứ mình cũng vui, rất là vui vẻ để làm điều đó, rồi rất là máu lửa làm điều đó luôn, nhưng mà chưa thu xếp được thời gian. Thì trong năm tới hy vọng là sẽ thu xếp được thời gian, sẽ tới những cái vườn, ví dụ như có bạn Diễm cũng nói mình bạn đó có cái vườn dưa lưới hả ta, trồng theo những cái phương pháp organic bây giờ rất là an toàn, rất là sản phẩm rất là tốt về mặt chất lượng, an toàn tất cả mọi cái. Nhưng mà mình thật sự là mình không có thu xếp được thời gian để mình làm, chứ mình cũng rất là thích, mình cũng là gốc là làm nông sản, gia đình gốc làm nông sản, cho nên là mình cũng muốn truyền cái làm cái cầu nối, là cầu nối kết nối giữa cái người bán, giữa cái người mua, giữa bà con nông dân và những người dân như mình đây, muốn ăn những sản phẩm ngon, chất lượng, giá hợp lý đồ này nọ và tiện lợi đó. Thì với cái khả năng của mình thì trong năm mới mình sẽ muốn làm thêm cái đó nữa, có thời gian để mình kết nối những cái sản phẩm nông nghiệp Việt của mình đến bà con nông dân. Những nông nghiệp của mình thì bây giờ cũng phát triển rồi, cũng đủ đầy đủ những cái tiêu chuẩn để xuất khẩu qua những cái thị trường khó nhất thế giới rồi đó. Vấn đề bây giờ là cái điểm chạm á, cái điểm chạm giữa hai bên là nó bị lệch. Thì mình hy vọng là mình năm tới mình có thời gian mình sẽ kết nối được cái điều đó. Đó. Thì thời gian vừa qua thì có một thực tế là anh em làm ngành nghề á, thì ngành nghề giỏi nhưng mà vấn đề truyền thông không có được tốt, cho nên là cái việc buôn bán nó bị chậm ế. Thì lúc đầu mình tới mình giao lưu này nọ thì mọi người cũng ngại ngùng, tại vì người ta không có hiểu cái, chưa có hiểu lắm cái việc này. Chính vì người ta chưa có hiểu lắm cho nên người ta mới bị yếu. Thì sau khi mình vô mình dẫn dắt họ làm việc, kết nối rồi làm nội dung rồi đưa lên kênh rồi này nọ, thì rất là nhiều khách tìm tới cửa hàng đó. Đầu cái việc mua bán nó diễn ra, cái việc mua bán nó diễn ra thì họ mới cảm thấy nó giá trị đó, họ hiểu hơn. Thì cũng có người cảm ơn mình vui lắm các bạn, vui lắm. Thật ra là cũng đôi khi là cũng không có tiền bạc gì đâu, nhưng mà mình mang được cái lọc cho người khác thì mình cũng vui lắm. Rồi đó, thì năm mới, năm vừa rồi là mình làm được với ngành bét, dành có thời gian làm cho bét. Thì năm sau mình mong là mình sẽ có thêm thời gian mình làm với những cái sản phẩm nông nghiệp, nhất là nông nghiệp Việt mình nó rất là ngon và nó cũng khoa học kỹ thuật rồi, ok hết rồi, mọi cái ok, chỉ là thiếu cái cầu nối đó thôi. Thì hy vọng là mình có thể làm được điều đó trong năm tới. Phải nói luôn là nhiều lắm chuyện ma đó, Đức nhắc nhiều quá chuyện ma. Thì đó, mọi người cũng đó là này, nó thuộc về giải trí thôi đó. Thì kể những cái câu chuyện cũng có thể kết nối được cái nhiều người vui vui, để cho mọi người có những cái phút giây thoải mái sau những cái giờ làm việc căng thẳng, thì cũng có cái gì đó vui vui. Thì gì nữa ta, còn nữa nhiều lắm, rất là nhiều plan anh em đặt ra để mà khởi đầu cái năm mới này. Thì hy vọng là năm mới sẽ có thời gian sẽ bay xa hơn, kết nối được nhiều hơn, khi tạo được giá trị hơn. Các bạn biết là cái nền kinh tế nó sẽ phát triển nhờ vào cái việc mua và bán nó diễn ra, các bạn phải có thương mại thì kinh tế nó mới phát triển được, thấy không? Không có giao dịch thì làm sao mà có cái gọi là cái chênh lệch, không có cái chênh lệch thì làm sao mà có thuế, đóng thuế nhà nước rồi mua sắm các kiểu nữa. Thì cái thương mại nó rất là quan trọng, cho nên là năm sau
với cái tầm cỡ mình, cái gọi là cái trong cái khả năng năng lực của mình, thì mình hy vọng là mình sẽ kết nối được giữa người mua, với người bán, giữa người sản xuất và người sử dụng đó, để tạo ra những cái giá trị đó, trên tinh thần là win-win, đôi bên cùng có lợi đó. Mình cũng đang nhiều, rất là nhiều lửa đây. Cuối năm thì vừa nhiều việc mà lại vừa hạn chế về mặt thời gian nữa, có nghĩa là mọi thứ sẽ hoạt động tới tầm khoảng 25 là đóng cửa hết rồi, thì là sẽ có khoảng thời gian để nghỉ ngơi đó. Thì vô năm mới là bắt đầu anh em sẽ bắt tay vào để làm những cái việc đó. Farm hả? Tất nhiên là mình nghĩ là trong năm 2023 mình sẽ có thêm nhiều thành viên mới về cái farm này á, sẽ có thêm nhiều thành viên mới á. Hiện giờ là có hai cái ổ kiến đang nằm ở dưới HT á, các bạn HT chuẩn bị cho mình rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian xuống lấy nữa. Hy vọng chắc rồi qua tuần sau phải tranh thủ xuống lấy để Tết nằm nhà ngắm chơi đó. Thì năm sau mình nghĩ chắc còn nhiều thành viên mới sẽ gia nhập vô Nam Ngô Farm, và hy vọng năm nay thì Nam Ngô Farm cũng ra được một vài siêu phẩm nữa để mà show cho bạn bè thế giới biết. Nói chung là mình cái tinh thần dân tộc mình cũng hơi cao đó các bạn, hơi cao. Mình làm gì mình cũng muốn show ra cho nước ngoài biết Việt Nam mình cũng là một cái là một cái nơi mà chơi hay làm gì nó cũng đẳng cấp và nó có chiều sâu đó, chứ không phải là hời hợt. Ví dụ như trong lĩnh vực Ego mình cũng muốn, mặc dù là mình đi sau người ta rất là nhiều luôn, mình là thuộc dạng, nếu mà nói trong cái bản đồ bò sát á, thì Việt Nam mình thuộc dạng top cuối, thuộc trong những cái nước mà mới chập chững chơi thôi. Nhưng mà cũng may mắn là cũng có một vài cái sản phẩm nó gọi là ok, nó gọi là nó thuộc dạng độc lạ đó. Thì mình hy vọng là trong tương lai càng ngày thì trên cái bản đồ bò sát á, là Việt Nam mình nó sẽ càng ok hơn, được bạn bè nó thế giới rồi nó công nhận, nó bỏ tiền nhiều để nó mua các bạn, nó chấp nhận bỏ tiền cao để người ta lấy về, thì cái đó là cái thước đo nó ok nhất đó, tại vì nó có giá trị mà. Thì hy vọng là vậy. Xa hơn nữa thì cái này chắc cũng xa lắm sẽ có một cái farm mà hợp pháp, giấy phép đầy đủ, trên một cái không gian nó phạm vi nó rộng hơn, với điều kiện là phải có kinh phí ha. Thì hy vọng là mọi cái việc kinh doanh từ Nam No Nê, rồi từ kết nối buôn bán của mọi người này nọ, thì tích lũy từ từ sẽ có một cái số vốn để tìm ra một cái mảnh đất nó rộng rãi thoáng mát nè, rồi xây dựng một cái farm, trong đó xây dựng những cái chuồng nuôi nó gọi là nó đẹp, nó rộng, chứ không phải mấy chuồng này đâu, mấy chuồng nhốt thôi. Mình cũng chưa có ưng ý lắm, tại vì cái chuồng này nó không có show hết cái dáng của con Eagle được. Mình sẽ có những cái chuồng nó rộng, một con ở một cái chuồng bề ngang nó phải 2m, 2m rưỡi, có độ sâu, phải có background, phải có cây leo trèo thằng đó. Thì lúc đó nó sẽ show hết được những cái nét đẹp của nó. Thì mình sẽ mở cửa cho mọi người tới tham quan để coi con Eagle nó đẹp như thế nào. Rồi có thể là một cái vườn côn trùng để cho các bạn nhỏ tới hiểu về côn trùng, hiểu về cái mối tương quan giữa các loài vật, thực vật ở trong tự nhiên đó. Nói chung là nhiều lắm, nhưng mà cái đó hơi xa nhưng mà cái đó nó vẫn nằm trong đầu của mình, nó vẫn là một cái mục tiêu xa để mà mình phấn đấu ở trong tương lai. Chứ nhờ nhiều bạn nói anh ơi cho em tới em tham quan em nhìn em mê quá, thì biết là các bạn mê, nhưng mà thật sự là ở đây nó nhỏ quá, mỗi con ở trong cái chuồng quá nhỏ, chuồng kế chuồng. Ví dụ như cái chuồng nằm đây mà các bạn đứng ở đây, con Eagle nó đung 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 đung, các bạn đâu có ngắm được vẻ đẹp của nó. Cho nên là mình muốn trong tương lai mình phải xây một cái cho người ta tới người ta ngắm. Nếu mà bạn nào có xài YouTube mà có biết cái bác thi bạc ở bên Mỹ á, thì sẽ biết là người ta xây những cái chuồng nó rất là đẹp. Thì cái đó đúng nghĩa là đi tham quan, đi coi. Còn cái này là mà mình
mình tạm gọi mình là thuộc dạng khá khẩm nhất, tương đối là khá khẩm ở Việt Nam là về mặt chuồng trại á, là nhưng mà mình cũng thấy nó không hài lòng, nó cái này nó mang tính chất không phải là show mà nó giống như là nó nhốt hơn chứ không phải là show. À, thì trong tương lai có điều kiện thì mình sẽ tạo ra cái không gian cho các bạn bò sát sống một cách thoải mái hơn, nhưng mà điều kiện đầu tiên là phải xin được giấy phép cái đã, thì cái gì cũng phải tuân theo pháp luật ha. À, đó thì thôi vài lời tâm sự về cái hành trình đã qua cũng như là cái định hướng gần định hướng xa gì này nọ những ngày cuối năm, ngồi trò chuyện chút xíu cho vui. Thì mình cũng chúc cho tất cả mọi người là lúc nào cũng có những cái năng lượng tích cực để mà vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống thì nó lúc nào nó cũng phải chật vuột các bạn ơi, không có lúc nào mà nó thuận buồm đâu, nó thuận buồm một khúc nào đó thì nó cũng phải chật vuột thôi. Thì cái biểu đồ người ta nói biểu đồ hình sin mà, có lên có xuống, thì chúc cho mọi người lúc nào cũng có một cái năng lượng tích cực, cũng có một cái niềm tin hướng thiện để mà chúng ta vượt qua mọi cái khó khăn trong cuộc sống này. Thì có hỗ trợ, có duyên gặp nhau thì hỗ trợ được thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhau hết mình để gọi là cùng nhau đi lên ha. Bản thân mình cũng vậy, bản thân mình chật vuột dữ lắm, cũng mệt mỏi lắm nhưng mà cũng cố gắng. Nhưng mà khi mà mình vượt qua được rồi, bạn nhìn lại hành trình đó thấy cũng nể nể mình chứ, cũng nể nể mình, cũng thấy cũng quay quay cũng té xuống đây đứng lên đi lại, thấy cũng khi mà một khi mình có cái sự tự trọng á, tự tôn trọng bản thân mình á, mình biết mình có giá trị á bạn, là ngày càng mình sẽ khá lên. Thì mình chúc mọi người luôn có được cái niềm tin đó, có cái động lực đó, và sẽ cuộc sống ngày càng tốt hơn ha. Và cái quan trọng nhất là sức khỏe, chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe để thực hiện những cái hoài bão, những cái ước mơ của mình đó. Hoặc là mình sẽ sáng suốt hơn. Thời gian vừa qua mình đã có những cái sai lầm nào thì mình phải đừng có vướng phải nó nữa, phải khắc phục nó để đạt được những cái niềm vui trong cuộc sống. Ok mọi người, cảm ơn tất cả đại gia đình của Nam Ngô Farm một năm qua đã ủng hộ cho mình rất là nhiều luôn, rất là nhiều lời động viên, rất là nhiều cái nguồn năng lượng tích cực. Mà mỗi lần thì có những lúc mình nản, mình đọc cái comment nào đó tích cực vui vẻ, các bạn động viên mình tự nhiên phần lửa lên, các bạn phần lửa lên là lại có thể lao vào công việc tiếp. Tuy nhiên thì mình cũng không phải là thằng ham công tiếc việc đâu, nhiều khi nói làm việc này làm việc nọ các bạn nghĩ mình là người siêng năng, thật ra mình không có siêng năng. Mình làm việc nhưng mà mình cũng phải chọn cái cách trình bày, cái cách làm việc nào cho nó thông minh để mình có thể tận hưởng cuộc sống này, chứ không phải là mình cứ đâm đầu vô làm đâu ha các bạn ha. Thì cũng mong các bạn làm vậy, không phải lúc nào cũng cứ đâm đầu vô làm mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh thì nó cũng dở lắm. Ok mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, xem clip vui vẻ, một năm mới nhiều hạnh phúc nè, nhiều hoài bão, và vạn sự như ý. Bye bye.